chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của Kiểm Ca. Ngày mới chúc cả nhà luôn vui luôn khỏe. Và đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hôm nay thì mình quay chia sẻ với cả nhà về cách làm một món ăn rất là dân dã và rất là đậm chất miền Tây luôn và rất là địa phương luôn nha cả nhà. Đó là món cơm nguội chiên giòn. Mời cả nhà cùng thực hiện và làm với mình nha. Nguyên liệu chính thì nhà nào cũng có, đó là một tô cơm nguội và ba cái trứng hột vịt và một số gia vị kèm theo. Điều không thể thiếu đó là mình có một ít hành để cho nó thơm và một ít bột năng nha cả nhà. Bột năng mình để vô, bột năng mình sử dụng bột năng, bột mì cũng được hoặc là bột nếp gì cũng được để mình kết dính cơm lại với nhau á. Tại cơm nguội thì thường nó sẽ bờ rờ nha cả nhà. Bây giờ mình cùng thực hiện và làm thôi nha cả nhà. Thì mình sẽ đập trứng vô. Đây. Và biết được cách làm này á, thì mình sẽ tiết kiệm cơm và mình sẽ không có lãng phí trong mùa dịch này. Và món ăn này thì mấy bạn nhỏ cũng rất là thích luôn nha mọi người. Này, ba cái trứng để vô là thấy hấp dẫn rồi đó. Mình sẽ cho vô một ít hạt nêm nha, tùy theo khẩu vị gia đình nha các bạn. Mình sử dụng 2 muỗng hạt nêm. Và một tí bột ngọt. Và mình cho vô một tí tiêu để cho nó đậm chất của cơm chiên giòn này mọi người. Rồi mình để ít thôi, mấy bạn nhỏ thì khó ăn. Mình cho bột năng vô chung luôn nha các bạn. Bạn nào có bột nếp thì sử dụng bột nếp, bột mì khoảnh cũng được. Cơm thì mình cũng đã trộn xong nè mọi người. Bây giờ tới riêng cái phần tạo hình. Cũng đã bóp cơm xong nè. Tạo hình thì mình sẽ tha vào ăn vô mấy cái khuôn này nè các bạn. Tha vào ăn cho kỹ để nó dính đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành cho vào chiên nha mọi người. Nhẹ nhẹ thôi, đây lửa kêu kêu thôi nè.
Đây mình gấp ra từ từ thôi, cái này vàng rồi nè mọi người. Hấp dẫn chưa, nguyên hình cái bông luôn. Cái này cũng vàng luôn nè, mình chiên dầu từ từ nó giòn lắm. Mấy cái này thì nó chưa vàng hung. Cơm nguội chiên giòn mình cũng đã làm xong rồi nè mọi người, mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nha. Đây cơm nguội chiên giòn mình cũng đã làm xong nè mọi người, mời cả nhà dùng với ba cha con mình nha. Con định ăn trái tim nhỏ này, mấy bạn nhỏ rất là thích. Mình chấm với sốt mayonnaise và tương cà, nhìn mấy miếng cơm nguội của mình nè, hấp dẫn chưa, thành hình cái bông nè, mình ép khuôn rồi đó, nó rất là giòn luôn á. Ở ngoài thì nó giòn, ở trong nó cũng còn hơi mềm mềm nha. Đây nó rất là thơm luôn, chấm tương cà. Còn bên thì ăn sốt mayonnaise. Lần lượng con ăn ha. Ôi rất là hấp dẫn mọi người, rất là thơm luôn nha. Tuyệt vời quá. Ở ngoài nó cứng nó giòn, trong nó mềm đúng không? Mời cả nhà nha. Hấp dẫn quá. Quá ngon cả nhà. Cái này có cái khuôn á, mình ép khuôn hơi mỏng mỏng lên chút, ở trong nó sẽ giòn hơn á. Tương cà thì mình chấm nó vô tuyệt vời lắm. Hai bạn nhỏ rất là thích món này luôn nè. Có dịp mình làm cho mấy bạn nhỏ nhà mình ăn nha các bạn. Rất là tiết kiệm luôn, vô mùa dịch luôn, tận dụng được con cơm nguội của mình dư luôn. Mời cả nhà nha. Ngon quá con. Bạn Vin thích món này phải không? Cả nhà thân mến, tạm thời mình xin kết thúc video đây nha cả nhà. Chúc cả nhà luôn vui, luôn khỏe, và đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye cả nhà thân thương nha, để ba cho con tiếp tục chiến đấu với tác dĩa cơm nguội chiên giòn nha. Bye bye.